Con chào bố Cầm. Ok, chào thưa quan, nghe rõ không con? Dạ nghe rõ bố. Chào thưa quan, chào mọi người với chào thưa quan ha. Rồi để nói một chút xíu nữa về vấn đề coi như là cái lá cờ với lại cái vụ mà Quang Lâm hồi nãy nói thì nói như vậy nè. Thì trong trong cái lúc mà cái con nhỏ gì đó, con gì mà nó nói là nó nói đây là cái cờ lá cờ di sản. Mày có nghe nói của con nói đó không? Con thật tâm hả? Nó nói đây là cái lá cờ di sản của nước mình, tại sao nó không cho này kia cái đó, thì mình mới nói cái này đây, cái đời mình mượn lời cái thằng cha Hà Văn Sơn đã lên cái phố Buôn Sa hay là lên Nửa Nưa dòng đất TV đã nói đó rồi, cái là cái lá cờ mà Việt Nam Cộng Hòa nó đã vào cái hòm, nó là cái đã bị chôn rất là lâu, đóng nắp rất là lâu rồi, cái điều đó đóng nắp quan tài, đóng nắp quan tài năm 1976 tới đó rồi. Thì cái từ di sản là gì, nó ăn liền vào cái chữ là mày phải hiểu là từ cái nghĩa là khi mà cha mẹ mất, ông bà mất thì gọi là di ảnh, những cái bức hình mà của ông là di ảnh là cái gì, là những người quá cố đã mất rồi đem lên bàn thờ, còn không đem bàn thờ đó là di ảnh. Còn nếu mà di sản thì đương nhiên là phải ôm lại để làm một kỷ niệm hoặc là đi cất đi để tôi gọi lại. Còn ai đằng này họ lợi dụng cái điều đó mấy chục năm nay rồi, đó là Hà Văn Sơn nó nói hết rồi, mình không cần phải nhắc lại đó. Thì cái chuyện đó nó cái xu thế thời đại mà con, xu thế thời đại bây giờ á, người cũng mày giống con nói, có nghĩa là nhờ cái công nghệ mà coi như là xã hội này, ví dụ như là Facebook là Twitter các cái kia, thì cái người dân mình Việt Nam mình nó mở rộng cái tầm mắt ra, và coi như là cái thế giới này họ là giống như kiểu như là một mặt bằng một cái xã hội phẳng, thành ra họ biết nước Mỹ ngay khoảng mấy giây hoặc là 100 phút sau là họ biết nước Mỹ xảy ra cái gì liền, từ tai nạn, từ thiên tai, thì không ai giấu được người dân Việt Nam cả. Cho nên việc đó là mình cũng may mắn là cái chỗ đất nước mình là coi như là sau khi mà những cái mạng internet này thì người dân Việt Nam mình cũng đã sáng tỏ rồi nhiều vấn đề, thì cũng giống như kiểu như con nói đó, họ cái lợi dụng cái lá cờ vàng họ làm những cái điều trái khoáy. Và tao mới thì nghe một cái like của một cái thằng là Minh Giang á, là nó nói là cái hội chợ Tết ở phố Buôn Sa TV, phố Buôn Sa, tức là thủ phủ của người Việt gọi là tị nạn đó, thì cũng không hề có một cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, mà cũng không hề có một cái lá cờ của xã hội chủ nghĩa, cờ đỏ sao vàng nói vậy, họ không có lá theo cờ. Nói như vậy để mà hiểu rằng khi người ta đã nói ra cái điều là khi cái mùa xuân vừa tới đó, thì tất cả mọi người nên làm có một tính cách là coi như là sum họp rồi thôi. Không cần không phải đem lên những cái chuyện đó ra để mà họ có một sự gọi là sâu xé lẫn nhau. Cái điều đó con thấy là mấy năm trước hoặc là mười mấy năm trước còn nặng hơn nữa, thì họ không bao giờ có cái chuyện này xảy ra, nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi, con thấy rõ ràng thời thế thay đổi. Thì mình ở đây mình không có nói là con chỉ là mạnh hay là yếu hay là cộng sản hay là cộng sản, tao thì tao dốt đặt cán bay ba cái trụ và coi như là chế độ cộng sản này kia, tao nói chuyện đó là tao không hề biết gì cả. Nhưng mà mình mới thấy là cái xã hội ngay bây giờ nó có cái tính cách như vậy, cái xu hướng thời đại, cho nên vì là càng ngày thì cái những người mà chống phá Việt Nam mình nó càng ngày nó càng teo tóp, có thẳng là càng ngày nó càng teo tóp. Cái điều đó nó thấy rất là rõ trong cái buồn cái năm nay nè, cái năm nay là có gì thấy rất là rõ ràng luôn. Thứ nhất là cái thị trường mà kinh tế Việt Nam mình đã tăng trưởng vượt bậc là 8.2 lần, chứ nó không phải là phải, mà trong khi đó người ta đã ao ước là 7 chấm, người ta là hết cỡ rồi mà nó vượt mức luôn là 8.2. thì thứ hai là cái thị trường xe hơi của VinFast đã xâm nhập qua Mỹ, cái điều đó là rất ư là mình cảm thấy là mình tự hào. Rồi có nhiều cái vấn đề mình cảm thấy là cái những người mà chống phá Việt Nam mình là mang sắc áo của cờ vàng đó, nó từ từ nó càng nó đi sâu, nó đi từ từ nó càng lụng bại, có nghĩa là nó không còn được mạnh mẽ như trước nữa và càng ngày càng teo tóp. Nó đó là một cái minh chứng của một cái hội chợ của Canada, Toronto. Rồi thứ hai nữa là hội chợ hoa của phố Sa, thì ngay thủ phủ của người Việt, thì nói lên điều gì, có nghĩa là sắp sửa tới thôi, rồi còn vài năm nữa hoặc 10 năm nữa 20 năm nữa thì chắc chắn là tôi nghĩ cái chuyện nó không còn nữa, là bởi những cái lớp già như tao nó sẽ mất dần đi, và những người mang hận thù và tiền miên họ sẽ mất đi và không còn cái cớ gì mà để bãi được. Bởi vì thường thường cái gì cũng vậy, khi anh đưa ra một cái lý lẽ mà nó có tính cách là chuẩn á, thì nó mới lâu bền được. Còn cái này là vu cáo quy chụp, tao cũng đã từng nói rất là lâu, rất là nhiều lần ở trên những cái like của con rồi.
anh chứng minh, anh phải chứng minh cái chế độ cộng sản ở Việt Nam đàn áp chỗ nào, anh có hình ảnh, anh có tư liệu, anh đừng có nói suông, anh đừng có nói miệng, đừng có nói nghe người ta nói, đừng có nói câu đó, mình nói chuyện sách vở, mình nói chuyện phải chứng từ, phải hình ảnh, phải tư liệu, cứ đưa ra hết đi rồi mình đây thì cái chuyện đó tôi nói rất là nhiều lần rồi mà không ai đưa ra được có mẹ gì cả, thì cái chuyện mình cũng bỏ qua. Thì bây giờ mình nói một câu như vậy nào, thường thường tụi nó hay hôm trước cách đây khoảng vài tháng thôi nó mới chửi nó mới Việt Nam mình là không có cái văn hóa tự chức, đồ thứ này kiếm tùm lum, nó dù dập nó làm đủ trò trên trời ha. Thì cái sự mà ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa làm đơn xin từ chức đó và được hội đồng của gì đó ban tư quốc hội thông qua để mà từ cho ông từ chức, thì cái điều đó tao nói từ lâu rồi, ai làm việc vậy ở cái lò của Bắc Trọng nhà ta là không có không có biên giới, không có vùng cấm đó. Thì vì cái đó ai là có công thì thưởng mà có tội thì trừng. Tụi nó hay rêu ra cái điều này nè, nó mới nói cái đất nước đa đảng á thì sẽ có những cái mà gọi là coi như là gọi như là mình gọi là kiềm tỏa, hoặc là không là coi như là để coi nhưng mà nó làm to cho là đất nước cộng sản nó còn ghê hơn nữa, có nghĩa là ở trong đó nó vẫn có những cái mà hầu như mình gọi là cái gì là không cho pha, nó gọi là cái gì ta, nó gọi là ví dụ như là anh làm một cái chức lớn thì phải có một sự người ta là gọi gò bó lại, nếu anh đi sai đường lối thì đương nhiên là anh phải bị trừng trị thôi. Cái chuyện đó đất nước nào cũng có cả, nó gọi là thể chế chính trị nào cũng có hết trơn trời. Thì tụi nó vu cáo làm đủ trò hết cả, trong khi đó mà xảy ra có tự chất. Khi mà ở thường thường á, ở đất nước tư bản hoặc là nước Mỹ á, thì thường thường là chẳng có ma nào từ chức cái chân trời á, mà trời có từ chức cái chân nữa là những cái từ chức mà ví dụ như là con ló cót hoặc là thị trưởng rồi hoặc là hội đồng này kia hoặc là nghị viên từ chức là có chuyện bình thường, mà chưa thấy có ai mà làm là tổng thống hay là phó tổng thống từ chức cái chân, kể cả thằng Mỹ luôn vậy, mà nó sai tè le luôn. Mà có thứ là tất cả mọi thứ chẳng hạn như bây giờ tôi mà nói đơn giản ví dụ như là bây giờ mình nói lại là Donald Trump thì đang điều tra hình sự rồi, nói chung là trong thời gian mà ổng đang làm ổng cũng đặt tài sai tài le, rồi tới bây giờ là Joe Biden cũng sai tài le, cái là họ bươi móc ra những cái chuyện mà như là biển thủ rồi làm ăn với lại Ukraine rồi rửa tiền rồi Ukraine, nói chung là tất tần tật đều sai tài le tét lét cả rồi, thối lộ rồi tham nhũng rồi rửa tiền rồi kia, mà thấy có ai tự chứ không. Suy như vậy thì cái người Việt Nam mình hoặc là cái ông chủ tịch nước Việt Nam mình quá ư là hay, quá ư là tuyệt vời. Ai thì tao không biết thì sao, chứ còn tao khoái, tao mừng. Tao mừng anh nó có hai cái trường hợp, là thứ là văn hóa từ chức của Việt Nam mình nó cao hơn hẳn các nước phương Tây. Đó là cái điều minh chứng rõ ràng rồi. Cái thứ hai nữa là tao khoái là ở chỗ là ai là buồn hay là bả tao không biết, mà tao khoái là về chỗ này là Bắc Trọng nhà ta làm trong sạch bộ máy chính quyền cấp cao, lãnh đạo các lãnh đạo. Ta còn khoái vậy hơn nữa, bơi móc ra cho là phải diệt cho tận gốc những cái điều đó. Bởi vì từ xưa tới giờ tụi nó hay rêu ra, nó nói là Việt Nam mình là tham nhũng từ trên xuống dưới kia. Nhưng mà thực chất không phải vậy, có nghĩa là ở đây chưa đủ yếu tố, đã có đủ yếu tố là người ta họp xem người ta sẽ làm liền. Bất kể, thấy rõ ràng chưa, chủ tịch nước chứ không phải đơn giản như kiểu như thằng cò hoặc là thằng quèn, thằng lính này đâu, rõ ràng. Và vẫn bị như thường, cái điều đó ta rất là mừng. Đó, theo tao là tao cũng rất là mừng, bởi vì ở đây là không có vùng cấm, cho nên bị ra tết rất là mừng, bởi vì cái điều này bố nhớ cái câu mà tề gia trị quốc bình thiên hạ không? Đúng rồi, có nghĩa là đúng rồi. Thì cái chuyện này, cái chuyện thì tao cũng nói tới đâu, ai làm gì thì làm, ông có ấy có công thì hưởng, mà có tội thì trừng, đó là cái chuyện của nhà nước Việt Nam mình. Và mình chỉ phản bác là một cái điều là mình nói chỉ văn hóa từ chức đó, là từ xưa tới giờ mấy cái ông mà thuộc cái dạng kia như là phương Tây đó, tao thấy là chẳng có ông bà từ chức cả, mà truyền bá quyền cố vị, thậm chí Donald Trump thất cử, còn vu cáo, còn chửi bới, còn ăn gian rồi tùm lum cả ra, mà không bao giờ cái chuyện nó không có thật, nhưng mà lúc nào cũng rêu ra đủ thứ chuyện rồi. Rồi xong mà khi mà kho rớt đài hoặc bãi nhiệm đi chăng rồi vẫn còn tu tréo, rồi cái ông mới lên đây thì cũng làm những cái chuyện sai tè le tắc lét ra, rồi xong cũng con cái cũng làm tôi cũng bới móc rồi, nhưng mà chẳng thấy ai từ chức cái tên rồi. Mà thấy rõ ràng cái văn hóa từ chức ở Việt Nam mình nó còn siêu vượt hơn, nó còn siêu đẳng hơn là mấy cái nước của tư bản đó, là mình nói cái vấn đề của
từ xưa giờ nó hay nói là Việt Nam mình không có biết Trung Quốc thì chỉ có ăn gì ham quyền cố vị rồi kia, đó là cái điều là sai lầm. Cái thứ hai nữa là nó nói là có một cái sự gọi là tâm cái gì ta quyền phân lập thì nó mới có cái chuyện mà coi như kiềm chế lẫn nhau. Không phải đâu, rồi bà ơi, Việt Nam nó còn kiềm chế rất là dữ dằn, nhưng có cái điều các anh không ngu quá, anh không biết thôi. Nó thở là như vậy. Thì mình nói một cái điều là luật pháp Việt Nam mình không từ bỏ một cái ai mà cũng không khoan nhượng bất cứ một người nào. Thì tao nhắc lại một lần nữa là có công thì thưởng và có tội thì trừng thôi, đơn giản vậy thôi. Và mình muốn nói lên một cái điều là bắt cộng nhà ta khi việc tham nhũng mà không có nguồn cấm, tao quan ninh và tao đồng ý hai tay hai chân luôn. Thì với người thôi bây giờ bỏ qua cái vụ đi, thì nói một cách khác thêm nữa thì từ xưa tới giờ thì con cũng biết rồi. Thì nói gom lại thì hôm nay là ngày 20 mấy Tết gì tao không biết, nhưng mà với người xa xứ gì tao âm 7 rồi, còn 2-3 bữa nữa là coi như Tết rồi. Bữa nay 30, có 30 không hay là 29? Có 30. Rồi bên này thì tao cũng vậy thôi, cũng lặng lặng rồi cũng buông cái bánh tét bánh chưng về ở quậy. Ở đây không khi Tết không có. Thì người ta nghe được báo cáo ở Việt Nam mới báo qua, bữa nay thành phố Hồ Chí Minh buồn lắm bố ơi. Hỏi sao vậy? Nó đi về quê hết mẹ rồi. Bây giờ chứ cái Tết Nguyên Đán mình nó có cái hay ở chỗ này nè mày. Ở trong năm nay Việt Nam mình á rất là nhiều lễ, là 2 tháng 9 rồi độ 30 tháng 4 các đủ thứ, nhưng mà cái khái niệm ở trong đầu không bao giờ có cái chuyện mình đi về quê, đi về miền Tây thì gọi là đi về quê đó, đi về quê. Nhưng mà khi mà Tết Nguyên Đán thì người ta có một cái thôi thúc là phải đi về quê đó, nó vậy đó. Mà chỉ có Tết Nguyên Đán mới có vậy vậy thôi. Và nó có một cái đoạn clip mà cô ca rất là dễ thương mà rất là xúc động, là các cô công an nữ đó tiếp nước rồi tiếp thực phẩm rồi tiếp xăng dầu cho nhớ người mà đi về phía miền Tây đó, ở dưới Đắk Nông chứ, ở Đắk Nông. Bộ biết gì không? Ngày hôm qua đó, ngày hôm qua là ngày 26, thì trong ngày hôm qua thôi đó, riêng sân bay quốc nội nha, cô nói xin nhắc lại, riêng sân bay quốc nội á là 26.000 lượt người. Dữ quá. Ghê chưa? Đó. Đã vậy thôi. Đó là quốc nội thôi đó. Đó là chưa có nói gì quốc tế hay gì đó. Riêng sân bay quốc nội đó thì bố cứ hình dung để xem. Đó là gì? Nó nói lên được cái tinh thần của người Việt mình. Đúng rồi. Là luôn luôn hướng về cội nguồn. Bố thấy không? Chắc chắn vậy. Có một cụ, chào Thiên Nguyệt. Cái đây cách một bữa hai bữa tao có đi chợ. Tại tao đi chợ, tao đi mua những cái đồ mà chợ, đi chợ mua bột ngọt, mua cá mắm về. Mà lâu lâu cũng thèm cá, nhưng mà nói chung thì bình thường những người cái chợ ở đây thường thường của người Hoa làm chủ, nhưng mà thường thường họ mướn những người Việt lớn tuổi 50-60 tuổi vào làm như là lặt rau hoặc là cắt thịt hoặc là những cái chuyện gì lặt vặt ở trong phía sau chỗ quầy bán đồ tươi đó. Thì bữa nay ta vào mua thì thấy trống trơn à, ta mới hỏi ủa mấy bạn thì đâu mất tiêu hết trơn rồi. Vậy là con nhỏ nó nói cho trời bác ơi, về Việt Nam mẹ nó hết rồi. Mình thấy mình tức cười, có nghĩa là ở đây những người mà làm công cho những cái người mà là bằng tay chân như là chạy bàn rồi tiệm phở, nói chung mà đã là người Việt á thì cả năm trời họ tích cốp, họ đi về Việt Nam mẹ nó ráo trời trời cái mùa này nó vui lắm, cái mùa đó là nó bắt nói như vậy để cho mày hiểu rằng từ người phụ nữ cho đến người già người lớn tuổi hoặc gì đó thì họ cái Tết họ lúc nào họ cũng con mắt của họ và cái tàu của đầu của họ hướng về phía Việt Nam hết trơn rồi. Và đi và kỳ này ta thấy về rất là đông, và ta coi cái like của một cái thằng là YouTuber là tên là ống kính đường phố, nó hay quay sân bay tao nhớ lắm, nó quay sân bay nó nói trời ơi, nó cứng luôn. Đúng rồi, kẹt cứng đó, cứng luôn. Vì đó người ta mới nói cái điều này là kệ tụi nó muốn làm để làm, nhưng mà cái xu hướng thời đại là từ ngày đó nó sẽ phôi phai thôi, nó sẽ lạc dần, bởi vì cái người Việt Nam mình ở đâu trên các mọi miền đất nước của thế giới đều hướng về đất nước mình đó. Cái điều đó là mình điều rất mừng. Cái thứ hai nữa là tôi hy vọng là những cái năm tới Việt Nam mình đã phát triển hơn nữa đó. Thì bố bé cái lời bố nói như vậy để chống lại những cái điều xuyên tạc. Cái thứ nhất là văn hóa từ chức, cái thứ hai là chống thâm nhũng của bác trọng mình, quá là tuyệt vời, tao rất là mừng, nó thẳng là như vậy. Đó là tao có một sự niềm tự hào rõ ràng. Thì những cái đất nước, những cái thằng mà giống như kiểu Nguyễn Văn Đài hoặc là Khoa Khấm mà là cái độ xuyên tạc
thì nó hay nói là cái chuyện độ thanh trừng nội bộ là chỉ nó mẹ nó ngu như bò, nó tao thiệt là tao không bằng cái chuyện đó, thật kệ mẹ nó đi, muốn nói vậy nói thôi, mình hơi xích đầu mà để ý mấy cái gì đó tao không quan tâm thế thôi, đỡ nói ra mình không quan tâm rồi. Có ai lên chơi, lên chơi đi con, rồi xong có cái gì đó ta lên nữa. Ok dạ, ok bố, rồi cảm ơn bố rất nhiều rồi.